Chào bà con nha. Hôm nay đi vào đi hạ cống thì đang đi lọ mọ đi đi gom 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 hoa quả ăn, đói quá không không có gì ăn này, chờ máy máy đào đến lâu quá này. Đây thì đang đây một con lợn bản, còn đây là một con khỉ. Đây cái quả này tiếng Lào gọi là mặc và. Tôi đang đi 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 hái về đây. Khung cảnh rừng cá là rừng này hả say có may say đâu phong lan đâu, nó chỉ tôi phong lan tôi có thấy đâu. Quả này giống quả sung đấy mọi người này, quay giống quả sung không biết rồi hả. Ôi thằng đàn bò ảo nói điều phốt đây này, quả mặc và đây mọi người này, gọi chắc là gọi sung rừng à. Tấm muối ăn ngon ra trò này, này nó trèo lên đây này, trèo này ba à, là vàng đơ vòn đơ mặc áo mẹ áo kỹ thuật mà đi mẹ đi chơi rừng sẽ nói điều ở đây này. Đây là thế mà mình ăn bình tổ phèng quá rồi bảo ôi tổ thăm mà đá bảo à tớ nì lâu à dạy nì ná mà nì nó điểu đi tụi à tớ nắn nì mà khó sổ bố mèn tê à tớ ăn nì mình bắt mặt ăn ăn mặt nhau bên mẹt thế này hồi lấy áo tớ vào dù ban bố mèn tớ nì khỏi bạc lại quá tớ nì lệ ôi mù ơi lực khơn bên đây rồi chắc nói hay vòn khơn xa vòn mi phải nữa hả bác cằn nữa vòn là hôm nay chắc bác cằn nữa vòn nữa này xung quanh nước suối chảy này, cái quả này dưới suối này không biết là ui nhiều lắm tôi không biết nên tôi gọi là sung rừng đi. Cái quả này ngon lắm đấy mọi người này, thái ra mấy cơn sung hết nhá không buồn ao như lùn như các bác lại nè mặc tôi mới nhảy nhảy nè nó hai cả cái lá xong này, cái lá mà đang còn non, cái lá non này không biết là có ăn được không mà nó hai. Nhưng mà quả này tôi ăn rồi này, hơi chát chát cũng sung mà ăn. Nói chung là muối ngon. Nói ra là thèm nước miếng, chiều nay về chấm chấm muối, chấm ớt, chấm linh tinh, tí nữa là ăn ngon ạ. Này, nhìn này, quả này. Quả này này, nhiều chưa, quả sung rừng này. Nó trèo giỏi thật ạ, nó trèo nó bỏ cái túi nó đi cùng nó trèo này. Wow, nhiều ghê. Quả này to chứ này. To cho mọi người đấy, thấy không cận cảnh này ném vỡ đầu luôn được cái quả này họ leo ti áo đọt mà nè lấy nhiều rồi họ leo vọn cái xi măng hiu hèng nọ. À, bay đi cứ kinh đây và viên kẹo. Áo với tay mặc áo cứ bộ áo mặc vẫn nè. Mặc áo là áo mới lạ, áo mới lên toàn lèng mưa sợ mưa lèng áo cấp màn áo kinh đấy. Áo mưa lèng kinh ít đấy mà áo hay anh phước anh dù khem kinh này. Kinh toàn là khỏi dù cái tháng khỏi kinh nhiều đấy. Chăm trèo cửa hết như nhàng này khác đấy. Xe nó có tài phải không tí? Có tài à, đọc cái mẹ là bỏ hiền lời. Áo cả áo lại lốt, tớ bàn áo mượn bỏ áo mất cả đây. Áo lại luôn nà, mưa lèng gì kìn này nè.
มีอันนั้นเอามาอยู่น้อยเนี่ยมันเอามาอยู่เจอไม้สุกเด่นในแง่ดีหายเหมือนยื้อขี่ไงพอแล้วเนาะพอแล้วพอแล้วอยากแล้วมือนางกินอีกไปคุณอ่ะกัดเลยคุณอ่ะกินเลยไหนนางก่อนก็คือหมูกูน้องมันวันไปเอาให้หมดอยู่โอ้ยมันไกลโคตรบ่ระยะละจะน้อยกินเข่าแล้วเขามีโต๊ะกินนี่กินไปได้แล้วแหละว้ากินคืออันนั้นเด้อไปไปไปยังพอละดีกินดึงดึงเลยควายเฟ็ดเลยปัดส้มมีเกลือมีมะเฟ็ดอันน้อยเอาไปนำเลยเลยแซ่บก็บ่มีน้ำลางติพูดเลยนี่กุ้งใหญ่ๆนี่มีอันดอกใหม่ใหม่ล่ะกุ้งใหญ่แหละดอกใหม่ใหม่หลายเลยนะเอาอย่างนี้เออเอานี่คนมีสิทธิ์มีอย่างเฮ็ดเฮ็ดหลับก็จนแจ๊กก็มีนุ๊กลาบเรานะแม่นเลยเนาะหมูหมูเจ็บเจ็บก็ไอ้บาหมูนี่โดดหมดเลยโอ้จะแม่นความอยากแห้งเลยเนาะยอมเลยเด้อยังมาเถิงวันนี้วันนี้วันนี้พอแล้วเฮ้ยมึงกลุ่มเลยเดี๋ยวคิดๆว่าช่วยว่าช่วยจึงทักไลน์ไปกับเพื่อนเกียร์นี่ชอบอาหารนี่ยันตายแล้วเข้าไปแล้วนี่อยู่เมืองนั้นยันบ่มีซ้ำเมื่อละวันดีอ่ะบ่มีซ้ำกว่ากลับมากว่าดีเนื้ออ่ะพวกนี้มันคันเถอะวะดีโซมันจอมทำก็ดีอ่ะโอ้ต้นหมอกต้นไม้นี่ผมมีอันนั้นเลยเนาะมีดอกกล้วยไม้เลยเนาะทำไปนาเขาเป็นแก้วเว้ยระหว่างเลยเจ้าน้อยก็เจ้าเห็นแล้วก็เจ้ายิงได้นะไปไปกลับมาไปเดี๋ยวมาตุ้ยใดไอ้กวาดซุ้มซึ่งน่ะงอนอ่ะไม่มันดีใจดีใจไหนจะคงเช็ดป่ะย่างก็เบิดแห้งละอ
đi thế này thôi mà thở không đứt mẹ hơi, kinh khủng. Bố đây áo phao mít bên năm nó. Không như phao mít bên năm thì cái gì khác.